Liên quan đến vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, có 5 bị cáo bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tấn Trung, cùng là Phó Tránh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tín, Tổ trưởng Tổ giám sát. Theo hồ sơ vụ án, hành vi của các cá nhân trên liên quan đến bốn tổ giám sát ngân hàng SCB giai đoạn 2016-2022, việc thẩm định kế hoạch tái cơ cấu SCB 2015-2019 và đoàn thanh tra SCB năm 2022. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định các quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước về công tác thanh tra giám sát đối với SCB sẽ có bốn biện pháp. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2022, Cục Hai và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã không triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với SCB. Hai đơn vị trên chỉ triển khai các biện pháp giám sát an toàn vi mô quy định của pháp luật và biện pháp giám sát qua báo cáo của SCB thông qua việc thành lập các tổ giám sát Quá trình thực hiện biện pháp giám sát qua báo cáo, khi xét thấy rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ giám sát đề xuất lãnh đạo cục 2 hoặc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thanh tra đối với SCB. Trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2022, tổ giám sát đã có hơn 70 lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về nội dung trên, đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Theo hồ sơ vụ án, năm bị cáo nêu trên với vai trò là lãnh đạo cục 2, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và tổ trưởng tổ giám sát đã ngăn chặn cản trở việc báo cáo hoặc là báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của SCB lên ngân hàng nhà nước. Các bị cáo cũng không kiến nghị ngân hàng nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, không kiến nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm, thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của ngân hàng nhà nước và cơ quan thanh tra giám sát. Tại cuộc họp vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, ông Dũng đã chỉ đạo kết luận do nguồn nhân lực của thanh tra giám sát có số lượng rất hạn chế, khối lượng công việc rất lớn, thời gian yêu cầu xử lý nhanh chóng. Vì vậy, qua các nội dung nêu trên, việc thực hiện thanh tra toàn bộ khách hàng là không thể thực hiện được, do đó khi thanh tra cần xác định lựa chọn khách hàng có trọng tâm. Hồ sơ vụ án thể hiện quá trình thực hiện giám sát, các cá nhân trên đã nhận tiền qua biếu của SCB vào các dịp lễ Tết. Theo đó, ông Dũng nhận 400 triệu đồng, 15.000 đô la Mỹ, ông Nguyễn Văn Thuần nhận 1,8 tỷ đồng, ông Phan Tấn Trung nhận 1,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Phi Loan nhận 470 triệu và Nguyễn Tín nhận 500 triệu đồng. Theo cáo trạng những sai phạm trên của ông Dũng và đồng phạm đã để nhóm Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi trái pháp luật khiến SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng. Trong đó ông Dũng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại số tiền lên đến 606.460 tỷ đồng, nợ gốc là 452.415 tỷ đồng và lãi là 154.044 tỷ đồng. Những người còn lại trong nhóm này bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB, số tiền từ 216.225 tỷ đồng đến 605.356 tỷ đồng. Liên quan tới nhóm này, nhà chức trách xác định ông Tô Duy Lâm, nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, không can thiệp, không tham gia chỉnh sửa, phê duyệt nội dung báo cáo của tổ giám sát nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cơ quan tố tụng cho rằng cần kiến nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông Lâm về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm của cấp dưới. Như đã thông tin, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu mở phiên tòa xét xử vụ đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Quá trình điều tra truy tố vụ án này, cơ quan điều tra đã cưỡng chế nhiều tài sản có giá trị đặc biệt lớn của các bị cáo. Những vật chứng này sẽ được tòa án giải quyết trong quá trình xét xử. Liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác phạm tội tham ô, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã tạm giữ phong tỏa nhiều tài sản. Về tiền, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền thu giữ của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân là cháu của Trương Mỹ Lan, tiền liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản, tiền lan giao cho người khác giữ và tiền gia đình các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Đến giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ của các bị cáo, số tiền là 55,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phong tỏa của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm 42 tài khoản mở tại các ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu đô la Mỹ. Về bất động sản, có 1.266 bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác. Kê biên 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Đối với 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhiệt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị được nhận lại 143 giấy chứng nhận này để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ. Đồng thời, chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhiệt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan. Ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 9 tài khoản ngân hàng SCB với tổng số tiền là 790 tỷ đồng. Về cổ phần tại ngân hàng SCB và các công ty liên quan, cơ quan điều tra đã kê biên 858 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên Hộ Lan kê biên 138 triệu cổ phần của 5 công ty, gồm Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco miền Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng không Sasco Phú Quốc, Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, Công ty Cổ phần TNS Hạ Long, ngăn chặn 14.000 cổ phần, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Ngoài ra, 22 tài sản khác cũng bị kê biên là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các công ty đứng tên. Liên quan đến các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong giai đoạn điều tra truy tố đã thu giữ tổng cộng là 25 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vân vân. Liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí là chủ tịch công ty Capella đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc, tổng số tiền là gần 94 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục là 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 7 bất động sản liên quan gây thiệt hại 129.400 tỷ đồng. Theo hồ sơ, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% tới 91,5% cổ phần, qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của SCB phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Kết quả điều tra xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền là 64.600 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền là 129.400 tỷ đồng.